các cậu bé ngủ trên đường được cứu ra khỏi hang tham luôn. Các chuyên gia cứu hộ tiết lộ quá trình đưa từng thành viên đội bóng ra ngoài bằng cán được bọc kính mít và bao quanh bởi hàng chục người. Chiến dịch giải cứu thần kỳ đi vào lịch sử thế giới giúp toàn đội bóng lận rừng sống sót ra khỏi hang tham luôn đã kết thúc hôm ngày 10 tháng 7. Theo chuyên gia cứu hộ Mỹ Derek Anderson, 12 cậu bé và huấn luyện viên đều cực kỳ dẻo dai dù bị mắc kẹt hơn 2 tuần. Điều thực sự quan trọng là huấn luyện viên và các thiếu niên rất đoàn kết, bền bỉ, có ý chí sống, ý chí sinh tồn, ông Derek nói. Theo ban chỉ huy chiến dịch, 12 cậu bé được đưa từng người ra một trong 3 ngày liên tiếp và các em chỉ phải lặn chưa đến nửa tiếng trong suốt hành trình. Ở các khoang không bị ngập hết, các cậu bé được thả nổi thông qua sự trợ giúp của 4 nhân viên cứu hộ. Trước đó, các thợ lặn đã mang đến chỗ mỏm đá, nơi đội bóng tạm trú, các thiết bị hỗ trợ nổi, bộ đồ lặn trùm kín đầu, dây bungee và mặt nạ đặc biệt. Loại mặt nạ này giúp các cậu bé, dù có hoảng sợ khiến nước vào bên trong, thì áp lực trong mặt nạ cũng sẽ bị đẩy ra ngoài. Ban đầu, các thợ lặn đã 2 lần bị lật mất vị trí của các cậu bé do nước ngập trong các đoạn chật hẹp. Ngay khi điều kiện được cải thiện, họ lập tức nối dây thừng xuyên qua hang động. Theo ông Anderson, chiếc dây này giống như dây sống còn, chỉ đường cho lối vào và lối ra. Mỗi chiến dịch giải cứu đều có khoảng 100 người vào trong hang, mỗi cậu bé sẽ được hỗ trợ bởi hàng chục người để đi qua tổng cộng 9 khoang trong hang động. Ở một số đoạn, mỗi thiếu niên được kèm bởi 2 thợ lặn, nhưng tới các đoạn hẹp chỉ một thợ lặn có thể kèm cặp được bên một thiếu niên. Một đoạn video vừa được Hải quân Thái Lan công bố cho thấy hoạt động giải cứu phức tạp với nhiều thợ lặn cả Thái Lan và quốc tế sử dụng rồng rọc, dây thừng và các đường ống bằng cao su để đưa các em ra khỏi hang an toàn trong tình trạng có vẻ như đã được uống thuốc an thần. Các cậu bé nằm trên cán, người quấn chăn kín và được bao quanh bởi hàng chục thành viên cứu hộ. Hôm nay, Fernando Raiga, thợ lặn người Tây Ban Nha có 12 năm kinh nghiệm xác nhận có ít nhất 4 em đã được uống thuốc. Fernando nói, các cậu bé đã được uống thuốc an thần, chúng bị bất tỉnh trong cuộc giải cứu. Các em vẫn thở bình thường, chỉ có điều là bị thiếp đi mà thôi. Tuy nhiên, chính quyền Thái Lan bao gồm cả Thủ tướng Prayut Chan-o-cha bác bỏ tuyên bố trên. Ông nói rằng, các cậu bé chỉ sử dụng thuốc chống lo âu, một loại thuốc Thủ tướng vẫn dùng để giúp ông thư giãn khi bắn súng. Vụ giải cứu đội bóng Thái Lan, không ai nghĩ chúng tôi sẽ thành công. 4 cậu bé cuối cùng, trong đội bóng nhí, gồm 12 cầu thủ và một huấn luyện viên, đã được cứu thoát khỏi hang sâu, ngập nước, vào tối thứ 3 vừa rồi, một kết thúc thành công, cho nhiệm vụ giải cứu. Đầy nguy hiểm, thu hút sự chú ý của toàn thế giới, suốt 2 tuần qua. Hôm 23 tháng 6, một trận mưa to, đã bất ngờ trút xuống tỉnh Chiang Rai, phía bắc Thái Lan, gây ngập hang, và khiến đội bóng lợn rừng, gồm các em nhỏ, từ 11 đến 16 tuổi, và huấn luyện viên 25 tuổi, bị mắc kẹt, trong khi đang khám phá, quần thể hang động ở đây. Chúng tôi không biết, đây là một phép màu, là thực tế khoa học, hay gì khác, nhưng toàn bộ 13 thành viên, của đội bóng lợn rừng, đã thoát ra khỏi hang, đơn vị đặc nhiệm Hải quân Siêu, chủ trì cuộc giải cứu, viết trên trang Facebook, và nói thêm rằng, tất cả đều đã an toàn. Thứ 2 tuần trước, các thợ lặn người Anh đã tìm thấy 13 thầy trò trong tình trạng đói lả và co cụm trong bóng tối trên một bờ đất lầy lội. Tại một vòm hang đã ngập một nửa, nằm sâu khoảng vài km trong quần thể hang Tham Luông. Sau nhiều ngày cân nhắc cách cứu đội bóng ra ngoài, một chiến dịch giải cứu đã được khởi động hôm Chủ nhật vừa qua với 4 cậu bé đầu tiên được đưa ra ngoài bằng cách buộc mình vào các thợ lặn giải cứu. 4 cậu bé tiếp theo được cứu ra hôm thứ 2 và 4 cậu bé còn lại, cùng huấn luyện viên, ra khỏi hang vào hôm thứ 3, trong những tràng vỗ tay nồng nhiệt không dứt, cùng xe cấp cứu và trực thăng, sẵn sàng đưa họ đến bệnh viện. Niềm vui có phần trùng xuống, trước nỗi buồn về sự ra đi, của một thợ lặn, từng là cựu binh Hải quân Thái Lan. Trong quá trình, đưa đồ tiếp tế vào hang, hôm thứ 6 tuần trước, tôi muốn nói với huấn luyện viên rằng, cảm ơn anh rất nhiều, vì đã giúp bọn trẻ sống sót, được lâu đến vậy, một phụ nữ ở Chiang Rai vừa khóc vừa nói, tôi nhớ rõ gương mặt của tất cả bọn trẻ, nhất là em nhỏ nhất. Bé trai đó là người ít tuổi nhất và không có nhiều kinh nghiệm như các anh lớn hơn. Tôi cảm thấy cậu bé giống như con của mình và tôi muốn cậu bé được về nhà. Các nhân viên cứu hộ đã đưa 5 người cuối cùng
ra khỏi hang bằng cáng, lần lượt từng người một, trong hôm thứ ba, và sau đó, trực thăng đã đưa họ đến bệnh viện. Ông Na Rong Sát, chỉ huy nhiệm vụ giải cứu, đã được đón tiếp bằng một tràng pháo tay khi tới buổi trả lời phỏng vấn. Sau khi kết thúc nhiệm vụ kéo dài 17 ngày, ông khẳng định rằng một bác sĩ và tất cả các thợ lặn hải quân SEAL tham gia nhiệm vụ giải cứu cũng đã rời hang một cách an toàn. Không ai nghĩ chúng tôi có thể làm được. Đây là thành công đầu tiên trên thế giới. Ông nói, đây là nhiệm vụ khả thi của Thái Lan. Sức mạnh của tình yêu. Những anh hùng trong nhiệm vụ lần này là tất cả mọi người trên toàn thế giới. Ông Na Rong Sát nói về đội ngũ, gồm những thành viên đa quốc gia đã hỗ trợ nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ này thành công. Vì chúng tôi đã có được sức mạnh của tình yêu. Tất cả mọi người đã gửi điều đó đến cho 13 người trong hang. Các quan chức cho biết, chi tiết về cuộc giải cứu sẽ được công bố vào thứ tư. 8 cậu bé được đưa ra ngoài hôm Chủ nhật và thứ hai. Hiện đang trong tình trạng sức khỏe tốt, một số em còn muốn ăn bánh mì, sô-cô-la trong bữa sáng. Hai trong số đó bị nghi ngờ nhiễm trùng phổi. Nhưng 4 em trong nhóm được giải cứu đầu tiên đều đã có thể đi lại trong bệnh viện. Các tình nguyện viên từ những nơi xa như Australia và Hoa Kỳ đã đóng góp vào nỗ lực giải cứu các cầu thủ nhí. Nhiều quân nhân Hoa Kỳ cũng đã tới chung tay. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời ca ngợi cuộc giải cứu. Thay mặt nước Mỹ, xin chúc mừng Hải quân SEAL Thái Lan và tất cả các bạn vì đã giải cứu thành công 12 cầu thủ nhí và huấn luyện viên của các em khỏi hang động nguy hiểm ở Thái Lan. Ông Trung viết trên Twitter, thật là một khoảnh khắc đẹp, tất cả đều đã được giải thoát, các bạn làm tốt lắm. Theo các cán bộ y tế công cộng, cha mẹ của 4 em nhỏ được cứu hôm Chủ nhật đã được đến thăm và nhìn con mình qua một cửa sổ bằng kính ở bệnh viện. Tuy nhiên hiện các em vẫn cần được cách ly. Các cầu thủ nhí vẫn chưa được gặp trực tiếp cha mẹ vì rủi ro nhiễm trùng và nhiều khả năng sẽ phải ở lại bệnh viện một tuần để làm các xét nghiệm. Bác sĩ Úc vừa ra khỏi hang tham luôn thì nhận tin cha mất. Bác sĩ chuyên gia là người Úc Richard Harry là người cuối cùng ra khỏi hang nhận tin cha mình vừa mất trước đó mấy tiếng. Thành công cuối cùng của lực lượng cứu hộ ra khỏi hang động tham luôn trong chiến dịch giải cứu đội bông nhí, lợn rừng của Thái Lan vừa rồi là bác sĩ chuyên gia lặn người Úc Richard Harry theo tờ ABC News của Úc. Bác sĩ Harry chính là người đã bên cạnh chăm sóc sức khỏe cho các cậu bé từ khi đội bóng được tìm thấy còn sống khuya ngày 2 tháng 7 đến tận khi chiến dịch giải cứu thành công tối ngày 10 tháng 7. Quá đau lòng là bác sĩ Harry ra khỏi hang động thì nhận tin ngay cha mình vừa mất trước đó vài giờ, không lâu sau thời điểm thành công cuối cùng đội bóng nhí được cứu ra. Tôi rất đau buồn xác nhận cha của Harry đã mất tối qua không lâu sau thành công của chiến dịch giải cứu đội bóng nhí Thái Lan, theo ông Ander Baisi, lãnh đạo trung tâm dịch vụ cấp cứu SAS MedStar Nam Úc, nơi bác sĩ Harry làm việc. Tôi đã có nói chuyện với Harry, đây rõ ràng là thời khắc đau buồn với gia đình Harry, càng khó chịu đựng hơn khi họ đã và đang trải qua những vất vả về thể chất và thăng trầm cảm xúc gắn với chiến dịch giải cứu cực kỳ phức tạp và cuối cùng đã thành công, ông nói. Ông Baisi không nói rõ cha của bác sĩ Harry mất thế nào, chỉ cho biết người cha không bị bệnh gì. Trước khi anh tạm biệt sang Thái Lan cứu hộ đội bóng nhí, bác sĩ Harry đã khẩn trương quay về thành phố Adelaide, Úc. Ông Harry, 53 tuổi, là bác sĩ gây mê và có 30 năm kinh nghiệm lặn. Ông được cộng đồng lặn toàn cầu công nhận là người kỳ cựu kinh nghiệm cả về lặn và y khoa. Ông ấy có rất nhiều kinh nghiệm lặn ở rất nhiều nơi khắp thế giới. Tôi biết ông ấy từng nhiều lần lặn ở Trung Quốc theo đề nghị của chính phủ nước này và cả khắp Đông Nam Á, theo bác sĩ Úc Michael Ethan, bạn lâu năm của bác sĩ Harry. Tôi từng tham gia nhiều kỳ nghỉ với Harry, mỗi kỳ nghỉ là một trải nghiệm phiêu lưu mà chúng tôi gọi đó là tour phiêu lưu Harry, và dĩ nhiên ông ấy giữ vai trò chính trong thiết kế và thực hiện tour này, theo bác sĩ Ethan. Bác sĩ Harry gần đây nhận giải thưởng vinh danh các đóng góp to lớn về thám hiểm hang động là thành viên của câu lạc bộ thám hiểm Manhattan, Mỹ. Vì có cả năng lực y khoa và kinh nghiệm lặn, bác sĩ Harry đã được các chuyên gia đặc biệt đề nghị tham gia chiến dịch cứu hộ đội bóng nhí. Nhận được đề nghị này, bác sĩ Harry đã hủy kế hoạch đi nghỉ bay tới Bắc Thái Lan tham gia vào đội cứu hộ quốc tế.
bác sĩ Harry là một trong 20 thành viên người Úc tham gia chiến dịch cứu hộ quốc tế tại hang động Tham Luông. Truyền thông Thái Lan cho biết bác sĩ Harry đã đặt cược cả mạng sống lặn cả 4 km vào sâu trong hang động, kiểm tra và chăm sóc sức khỏe cho 13 thành viên đội bóng nhí cả tuần liền, từ khi đội bóng được tìm thấy cho đến khi chứng kiến thành viên cuối cùng được đưa ra. Theo đài ABC, chính anh là người đã dựa vào tình hình sức khỏe để cân nhắc sắp xếp đưa thành viên nào ra trước. Ngoại trưởng Úc Julie Bishop cho biết bác sĩ Harry từng tham gia hỗ trợ chính phủ Úc trong các chiến dịch cứu hộ thảm họa thiên nhiên là một phần không thể tách rời của hoạt động cứu hộ. Theo bà, vai trò của anh Harry đặc biệt lớn trong chiến dịch giải cứu đội bóng nhí và chính phủ Úc có kế hoạch sẽ chính thức vinh danh toàn bộ công dân Úc tham gia chiến dịch cứu hộ đội bóng nhí